Video này là nội dung phim Thế giới hoàn mỹ tập 167. Sau trận đại chiến với Lục Quan Vương, ân oán giữa Thạch Nghị và Thạch Hạo tạm thời dừng lại. Ba anh em lại đoàn kết hơn, Thạch Nghị cũng không ở lại nữa, hắn phải tự đi tìm cơ duyên cho chính mình. Tần Hạo cũng cảm thấy sau trận chiến này, hắn thấy mình đã thiếu hụt nhiều thứ nên cũng muốn đi tìm đại đạo của chính mình. Ngay khi hai người họ rời đi, đám người lục đạo mới đi tới, hắn lấy ra một tấm bản đồ. Thạch Hạo muốn xông vào trung tâm của hung vực là hung tổ, chỉ cần đi qua một cái đầm nước là sẽ đến nơi. Trên kế hoạch là như vậy, ai ngờ hồ nước được vẽ trên bản đồ lại là một dòng dung nham nóng bỏng. Rơi xuống là xác định trở thành thịt nướng, điều này làm cho rất nhiều người bất mãn. Bọn họ cất công đi theo Thạch Hạo, ai ngờ cậu lại dẫn họ vào ngõ cụt. Lam Nhất Trần lập tức phản bác là bọn chúng cứ muốn đi theo tới đây, bây giờ lại la làng trách mắng. Một con rồng bất ngờ lao lên từ dưới dòng dung nham, ánh mắt hướng về phía đám người Thạch Hạo. Sau thoáng chốc nhìn nhau, con rồng lại chủ động quay lưng về phía mọi người như đang mời gọi bọn họ lên lưng nó. Thạch Hạo cảm thấy nếu như cưỡi nó vượt qua dòng dung nham thì quá hên xui, là tự mình trao tính mạng cho con rồng nắm giữ. Nó mà có ý đồ xấu thì chính là thảm họa. Đúng vào lúc này biến cố lại xảy ra, một cỗ hỏa diễm bất ngờ ập đến. Sau khi hóa giải được nguy cơ trước mắt thì vấn đề khác lại xảy đến. Vách núi đá xung quanh liên tục chuyển động và phình to ra. Rất nhanh nữa thôi, sẽ chèn ép cho Thạch Hạo cùng mọi người rơi xuống dòng dung nham. Không còn cách nào khác, cậu đành phải hô hào mọi người theo mình nhảy lên lưng con rồng, rồi nhờ nó tiến về phía trước. Cậu cực kỳ thắc mắc không biết là người phương nào lại luyện chế ra con rồng để vượt biển dung nham. Nhưng điều mà đả thần Thạch quan tâm hơn là nó dẫn bọn họ đi tới đâu. Đi tới giữa biển lửa, con rồng đột ngột dừng lại, sau đó hất văng cả đám lên trên. Thạch Hạo nhanh trí tạo ra đôi cánh và một kết giới bảo vệ. Lúc này con rồng lại bất ngờ công kích. Nó há miệng, nuốt mọi người vào trong bụng. Bên trong bụng là một vùng không gian khá rộng rãi. Một tên thanh niên hoảng sợ, hắn chỉ trích Thạch Hạo, sớm biết vậy thì đã không đi theo. Cũng sẽ không rơi vào bước đường này. Lời vừa nói xong thì đã bị đồng bọn tặng cho một cái tát ngã sấp mặt. Thạch Hạo đã nhiều lần cứu mạng, hắn ta không cảm ơn thì đã đành. Bây giờ gặp phải nguy hiểm còn trách móc ân nhân. Thạch Hạo không quá quan tâm đến điều đó, đi theo cũng được, thích trách móc cũng được. Chuyện cậu quan tâm hơn đó là sống sót đi ra ngoài. Cậu lấy ra lò đỉnh, bên trong đỉnh từng chứa đựng lôi điện tinh khiết. Lôi điện phóng ra nhiều đòn tấn công khiến con rồng đau đớn. Nó biến ra vài con rồng nhỏ đi vào trong bụng để tấn công ngăn cản Thạch Hạo. Một tên thanh niên xui xẻo bị chúng công kích. Chỉ cần chạm nhẹ vào đoàn lửa, cơ thể hắn ta đã bị đốt thành tro bụi. Dù là như vậy thì Thạch Hạo vẫn không muốn dừng lại. Cậu càng tấn công kịch liệt hơn và chủ động lao đến tấn công. Bọn chúng cũng dồn toàn lực về công ngược lại Thạch Hạo. Tiếc rằng hôm nay bọn chúng đã chọn nhầm đối thủ để khiêu chiến rồi. Cậu dễ dàng hạ gục đám rồng nhỏ, hóa giải nguy cơ. Sau khi đã không còn uy hiếp nữa, mọi người mới tách nhau ra để dò xét xung quanh. Kết quả là phát hiện ra vài bộ xương cùng một cái bộ đoàn. Đoán rằng bộ xương này cũng giống như nhóm người Thạch Hạo, đều bị nuốt vào trong bụng rồi không đủ sức thoát ra ngoài. Người này lúc còn sống có ghi lại tên của mình. Hắn ta là một kẻ sống ở thời cổ đại, thực lực vô cùng khủng khiếp, không ngờ lại mất mạng ở đây. Điều bất thường là nguyên thủy chân cốt trên các bộ xương ở đây đã bị lấy đi. Rất có thể là có người nào đó chuyên môn thu thập chân cốt của cường giả. Nếu như điều này là đúng thì chứng tỏ rằng có người từng đi ra ngoài từ nơi này. Về phần Thạch Nghị và Tần Hạo, hai người họ đều đi khám phá những nơi có bảo vật và bọn họ cũng gặp rắc rối lớn. Đúng là không có gì dễ dàng cả. Trở lại với nhóm người Thạch Hạo, cậu suy đoán nguyên nhân khiến cường giả bỏ mạng có lẽ có liên quan đến những cái bộ đoàn đang được xếp ở đây. Sau khi dùng nguyên thần thăm dò thì phát hiện bên trong có cất giấu rất nhiều khối bảo thuật. Đây là bảo thuật của 10 đại hung thú mạnh mẽ nhất thế gian. Mỗi một món trong số này đều là vô thượng chí đạo. Đến đây thì cậu cũng nắm được tình hình năm đó đã xảy ra chuyện gì. Không phải bọn họ bị hút vào mà là chủ động tiến vào để tranh đoạt bảo thuật. Ngay cả những cường giả cổ đại đều mất mạng bởi thứ bảo thuật này. Mọi người ở đây càng phải hành động cẩn thận. Lam Nhất Trần tạo ra một cái phân thân để dò xét. Sau khi tiến lại gần thì phân thân lập tức bị một cỗ sức mạnh đẩy lui về sau. Ngay cả công kích cũng không thể chạm đến bồ đoàn. Ngược lại, bồ đoàn còn bạo phát một luồng kinh lực phá hủy phân thân khiến Lam Nhất Trần bị thương. Sức mạnh mà thứ kia phát ra có thể bỏ qua phòng ngự, chỉ có thể dùng nguyên thần để chống đỡ. Thực lực của nó cũng sẽ dựa vào nguyên thần của đối thủ mà biến hóa theo và luôn luôn mạnh hơn một chút.
Cách duy nhất để chiến thắng là lĩnh ngộ được pháp tắc mạnh hơn thực lực của bản thân. Thạch Hạo khá tự tin vào sự lĩnh ngộ của mình nên chủ động tiến lên thử sức. Cậu không cần dùng đến phân thân, chỉ khi dùng toàn bộ thực lực của chân thân thì mới có cơ hội chiến thắng. Cậu lấy ra nguyên thần để chuẩn bị tấn công. Bồ Đoàn cảm nhận được sự khiêu khích nên lập tức ngưng tụ ra một thanh phi đao tấn công ngược lại. Thạch Hạo lại tạo ra một thanh kiếm ngăn cản. Hai món vũ khí lao vào nhau va chạm kịch liệt. Sau một lúc quần chiến, nguyên thần của Thạch Hạo cũng giành được chiến thắng. Luồng sức mạnh bao bọc xung quanh Bồ Đoàn nhanh chóng biến mất. Thạch Hạo tiến về phía Bồ Đoàn rồi ngồi xuống lĩnh ngộ. Rất nhiều dòng kinh văn hiện ra. Chỉ tiếc rằng kinh văn nơi này chỉ là một phần nhỏ, không có ý nghĩa cốt lõi. Nếu là bản hoàn chỉnh thì chiến lực của cậu sẽ tăng lên cực kỳ nhiều. Nhưng dù sao thì cửa ải này cũng đã xong, lối thoát nhanh chóng hiện ra. Nhờ vậy mà Thạch Hạo đã có thể ra ngoài. Xem tới đây thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé!